Thì trước mắt chúng ta hãy tính ha, và cho cái mép này lên để khi một cái nền nẹt nó chạy lên cho nó đi theo đường lắp đồ ha. Giờ chúng ta sẽ còn 6 điểm mỗi đơn, 3 điểm để cố định phong giữ không khỏi bị lung lay trong quá trình lắp cửa. Ra và đóng những con tiết kê vào lỗ này. Ok, những cái lỗ nào mà rộng quá thì chúng ta sẽ cho những con tắc kê bự vào. Bây giờ chúng ta sẽ riết con vít khung cứng lại ha. Xong bây giờ chúng ta sẽ bắt lề vào khung ha. Khi dòng cửa ra đây là dòng cửa nặng, chúng ta sẽ bắt hai cái lề này sát vào nhau ha, khoảng cách một cái lề hay là trên để cái trọng lượng gánh cửa nó cao được bền hơn. Rồi. Chúng ta bắt 4 bạn lề xong chúng ta sẽ bỏ cánh vô.